Chúng ta đã học xong một số nhóm trước rồi, đi đến nhóm tiếp theo là nhóm sulfamid. Thì trong sulfamid nó sẽ có 3 sulfamid, một là kháng khuẩn, hai là tiểu đường, ba là sulfamid lợi tiểu, đúng không ạ? Các bạn có biết ba nhóm này không ạ? Sulfamid kháng khuẩn, sulfamid lợi tiểu và sulfamid tiểu đường. Nhưng ở nhà thuốc chúng ta sẽ không bán nhóm sulfamid là nội tiết đấy ạ, đúng không ạ? Sulfamid của nội tiết thì chúng ta sẽ không dùng. Thế thì chúng ta sẽ đi vào cái sulfamid lợi tiểu và sulfamid kháng khuẩn ở nhà thuốc sẽ hay bán các bạn nhé. Đầu tiên một la mã đó là sulfamid lợi tiểu ạ. Thì trong nhóm này ở nhà thuốc hay bán và thông dụng nhất vẫn cứ là sulfamid lợi tiểu có tên là furosemid các bạn ạ, có hàm lượng 40mg. Còn đâu ở bệnh viện nó sẽ có những cái dòng tiêm thì chúng ta không tiêm thì chúng ta không cần biết hàm lượng của nó. Còn ở nhà thuốc thì có furosemid hàm lượng 40mg. Các bạn ghi chỉ định giúp Hoa đó là những trường hợp mà bị phù, bị tích nước ấy ạ, mà cần phải hạ bớt nước tiểu trong cơ thể của mình đi để họ đỡ bị phù ấy ạ, thì chúng ta sẽ cho cái này. Vậy chỉ định của nó là phù do mọi nguyên nhân, cứ bị phù là chúng ta sẽ lấy thuốc này để chúng ta điều trị nhá. Phù do mọi nguyên nhân này, như là những trường hợp mà bị tim mạch này, hoặc là bị gan này, thận này, hoặc là bị nhiễm độc thai nghén, hoặc là với những cái người mà người ta bị phì đại tuyến tiền liệt đấy ạ. Rồi những người mà bị tiết niệu hay là bị hạ huyết áp, à đúng không? À, những cái người mà bị cao huyết áp ấy thì thuốc nó sẽ hạ huyết áp, đúng không ạ? Rất là nhiều người bị huyết áp cao, người ta phải tiêm furosemid vào để giúp cho người ta lợi tiểu và sẽ hạ được huyết áp đi, đúng không ạ? Nên liều dùng của nó thì chúng ta hãy cho dùng là 1-2 viên các bạn nhé, cho dùng là 1-2 viên trên một ngày, và 8 giờ sau nếu như cần phải dùng lại thì chúng ta sẽ cho dùng lại. Còn nếu không thì như Hoa chỉ cần cho dùng 1-2 viên trên một lần thôi. Vì nếu như mà các bạn cho người ta dùng cái này với liều cao hoặc là chúng ta cho dùng nhiều lần thì sẽ làm cho người ta bị mất nước này, mất điện giải này, và đặc biệt là bị mất kali, tức là hạ cả kali ở trong máu đấy ạ, thì nó sẽ rất là không tốt cho bệnh nhân và thậm chí là nguy hiểm nữa cơ. Thế nên các bạn hãy cố gắng làm sao đó để cho người ta dùng cái thuốc này với một cái liều vừa phải để tránh bị hạ kali các bạn nhé. Khi mà hạ kali là chúng ta rất khó để xử lý đấy ạ, vì ở nhà thuốc chúng ta chỉ có thể bù nước điện giải, đúng không ạ? Bù nước điện giải đấy ạ. Thế thì ở nhà thuốc làm sao mà các bạn biết tiêm hoặc là có những cách xử trí với những người mà bị hạ kali đấy ạ? Thế nên chúng ta sẽ cho dùng là 1-2 viên trên ngày các bạn nhé. Rồi chúng ta tiếp theo nữa, chống chỉ định ạ. Chỉ định là phù do mọi nguyên nhân rồi nhá. Liều dùng 1-2 viên trên ngày này, và chống chỉ định với những cái người mà giảm chất điện giải trong cơ thể hoặc là bị mất nước nhiều quá thì chúng ta không dùng. Vì nếu như mà mất nước nhiều quá thì như Hoa đã giải thích rồi, nó sẽ làm cho người ta vừa mất nước, mất điện giải, mất kali, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ok, sang đến tiếp theo là cái thuốc này. À, cái này Hoa muốn giải thích là nó không phải là sulfamid lợi tiểu đâu, nhưng nó là một trong những cái thuốc mà đi kèm với nhau để điều trị với những trường hợp mà bị viêm đường tiết niệu ấy ạ, thì chúng ta cho dùng cái này. Thế thì nó cũng có tác dụng là lợi tiểu, và đặc biệt thì nó sẽ có tác dụng kháng sinh để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Thì các bạn cho người ta dùng cái thuốc này nhé. Một là furosemid dùng là để dùng cho những người mà bị phù đấy ạ. Thế còn cái này thì sẽ dùng cho những người mà muốn sát khuẩn đường tiết niệu. Thì với những trường hợp mà bị viêm đường tiết niệu chúng ta cho dùng cái này. Thì nếu các bạn cho dùng, các bạn sẽ phải khuyên bệnh nhân là nếu cô dùng cái này thì nước tiểu của cô nó sẽ có sự bán thải màu xanh, để tránh trường hợp mà người ta sợ khi người ta đang đi tiểu nước tiểu đỏ, tiểu vàng mà uống thuốc này vào đi tiểu lại chuyển sang màu xanh lét, có không ạ? Thì người ta sẽ rất là sợ, không hiểu cơ thể của mình bị sao, thế nên là người ta sẽ sợ, cho nên chúng ta phải giải thích cho họ trước các bạn nhé. Ok, chỉ định của cái này các bạn ghi đó là sát khuẩn đường tiết niệu. Rồi tiếp theo là lợi tiểu, dùng cho các trường hợp mà bị tiểu muốt, tiểu rắt hoặc là bị phù phì đại tuyến tiền liệt, là chúng ta sẽ cho dùng cái này, Mictavalium. Hoặc là có những người người ta bán những cái mẫu khác đó, nhưng cũng có cái thành phần xanh methylene này. Liều dùng ở đây chúng ta có thể cho dùng lên đến 6 viên, 8 viên trên một ngày các bạn ạ. Chúng ta điều trị tổng tấn công, chúng ta cho dùng 6 viên đến 8 viên trên một ngày không vấn đề gì hết. Và nếu như mà để duy trì với những người thường xuyên bị tiểu muốt, tiểu rắt ấy ạ, thì chúng ta cho dùng liều 4 viên trên ngày. Còn nếu không, tổng tấn công để điều trị với những người bị tiểu muốt, tiểu rắt thì chúng ta cho dùng là 4, 6, 9 viên trên một ngày các bạn nhé. Với những người bị suy thận, chúng ta chống chỉ định không dùng thuốc này ạ.
chống chỉ định trẻ dưới 15 tuổi. Ok, đấy là hai thuốc mà Hoa ghi cho các bạn ở trong nhóm này. Thì hãy nhớ rằng sulfamid lợn tiểu nó chỉ có một loại là furosemid thôi. Còn cái thuốc này là Hoa cho vào đây vì hay dùng cái này kèm với cái kia để điều trị những cái trường hợp mà bị viêm đường tiết niệu đấy ạ. Tái buốt đáy gắt đấy ạ, thì người ta cho dùng cái thuốc này nhá. Ok, sang đến 25 mã đó là sulfamid kháng khuẩn